Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, tiền thân là Ban Quản lý ruộng đất được thành lập theo quyết định số 2813 ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Suốt chặng đường hơn 4 thập kỷ hình thành và phát triển, dù đã trải qua không ít khó khăn và thách thức, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự phối hợp của các sở ngành tỉnh, địa phương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà đã giúp đơn vị trưởng thành hơn với thời gian, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Long An trung dũng, kiên cường, ngày càng vững chắc, phồn vinh. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An từ khi được thành lập đến nay có trụ sở chính tại số 137, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An. Trải qua 20 năm thành lập, cùng 43 năm hình thành và phát triển với nhiều thay đổi về tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự. Cụ thể là Ban Quản lý ruộng đất được thành lập vào ngày 17 tháng 12 năm 1980. Sau đó, đến ngày 24 tháng 8 năm 1993, được đổi tên thành Ban Quản lý đất đai. Cho đến ngày 24 tháng 8 năm 1994, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thành lập Sở Địa chính. Và đến ngày 27 tháng 6 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến nay. Ban đầu đi vào hoạt động, Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An với 26 biên chế hành chính được giao. Trong đó, ban lãnh đạo gồm một trưởng ban và hai phó trưởng ban quản lý ruộng đất, 4 phòng chuyên môn và một đơn vị sự nghiệp gồm phòng tổng hợp, phòng địa chính, phòng điều tra cơ bản, thanh tra ngành và đội đo đạc ruộng đất. Đến lần đổi tên thứ ba vào ngày 24 tháng 8 năm 1994, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Sở Địa chính trên cơ sở Ban Quản lý đất đai với cơ cấu tổ chức gồm giám đốc, hai phó giám đốc, 5 phòng chuyên môn và một đơn vị sự nghiệp gồm phòng tổ chức hành chính tổng hợp, phòng đăng ký thống kê, phòng đo đạc bản đồ, phòng quy hoạch tài chính, phòng thanh tra, trung tâm kỹ thuật đo đạc địa chính. Dù có nhiều thay đổi về tên gọi, nhưng các thế hệ tiếp nối ngành tài nguyên và môi trường Long An luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế, vai trò của ngành trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thì cái Ban Quản lý ruộng đất hình thành từ ti nông nghiệp chuyển sang với cái đội ngũ cán bộ rất là ít ỏi. Và thời điểm đó đó, ở Long An chúng ta đó là còn nhiều diện tích hoang hóa ở vùng đồng thấp 10. Trên dưới 200.000 hecta, tức là chưa có cái công cụ về bay chụp ảnh hàng không, đo đạc, lập bản đồ địa chính, rồi cấp giấy. Cho nên để xử lý cái tình thế đó, lúc với Ban Quản lý ruộng đất đó, mới đề xuất tham mưu với Ủy ban là cấp giấy. Trong lúc Trung ương chưa ban hành giấy đỏ, thì tỉnh đã đề xuất là sáng tạo ra cấp một cái giấy trắng để mà theo kê khai của người dân, theo cái bản đồ 299 đó, tình hình ban đầu như vậy. Nhưng mà sau này đó thì chuyển sang cái Sở Địa chính, rồi Sở Tài nguyên Môi trường, thì chúng ta đã ứng dụng bằng cái công nghệ số hơn. Bước sang giai đoạn mới, năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 27 tháng 6. Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của ngành tài nguyên và môi trường Long An. Bắt đầu từ đây, trải qua 20 năm hoạt động, đến nay đơn vị đã dần hình thành bộ máy, hoàn thiện, tinh nhuệ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đầy đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đáng chú ý, khi biên chế được giao là 84 và 56 hợp đồng, số lượng này đã tăng thêm 20 biên chế so với năm 1994. Với một cái tinh thần là theo cái quyết định thành lập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì nhiệm vụ của chúng tôi là phải thực hiện để làm sao mình bố trí sắp xếp về con người lẫn cả trang thiết bị về đơn vị mới. Lúc đó là lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cũng qua khảo sát coi cái điều kiện làm việc của chúng tôi bên Sở Khoa học với những trang thiết bị hiện có như thế nào để có thể bố trí cho chúng tôi những cái phòng ốc để bố trí trang thiết bị và bố trí cả con người. Và chúng tôi cũng được lãnh đạo động viên là với cái nhiệm vụ mới đó, khi mà chúng tôi về đây thực hiện cái nhiệm vụ chức năng quản lý về môi trường thì sẽ được hỗ trợ từ lãnh đạo cho tới các bạn bè đồng nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn,
Nhiều năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An còn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ đây, lớp lớp công chức, viên chức của đơn vị đã từng bước trưởng thành, ý thức trách nhiệm được nâng lên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Long An. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chính là nơi nuôi dưỡng, rèn luyện cho nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tiêu biểu nhất đó chính là đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, hay các đồng chí khác đã từng đảm nhận qua vị trí lãnh đạo sở và các ngành khác như ông Nguyễn Văn Thiệp, nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, ông Nguyễn Thanh Can, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều đồng chí khác hiện đang công tác tại các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Tự hào kế thừa về thành tích vẻ vang qua 20 năm thành lập. Một lần nữa, tôi kỳ vọng và tin tưởng các đồng chí làm công tác ngành tài nguyên và môi trường sẽ đoàn kết, liêm chính, chí công vô tư, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó, tiếp tục khẳng định được vị thế của ngành trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Kế thừa và phát huy truyền thống có được của hơn 4 thập kỷ đã qua, để giờ đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã và đang không ngừng khát vọng vươn lên, cùng nhau chung sức, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đổi mới sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế của ngành trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Với vai trò và vị trí của đơn vị, hiện tại, bộ máy hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường được cơ cấu gồm 1 giám đốc, 4 phó giám đốc với 5 phòng chuyên môn gồm văn phòng sở, thanh tra sở, phòng quản lý môi trường, phòng quản lý đất đai, phòng khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn, cùng 2 đơn vị sự nghiệp là văn phòng đăng ký đất đai và trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên môi trường. Tính đến tháng 5 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có gần 700 công chức viên chức người lao động. Trong đó, 66 công chức viên chức người lao động có trình độ sau đại học, tỷ lệ 15,5%, gần 330 công chức viên chức người lao động có trình độ đại học, tỷ lệ 76,5%, 18 công chức viên chức người lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp, tỷ lệ 4,2%. Riêng về trình độ chính trị, có 17 công chức viên chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị và gần 100 công chức viên chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Với vai trò được giao là đơn vị quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đáng chú ý, ở lĩnh vực đất đai, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt kịp thời, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, làm căn cứ pháp lý cho thỏa thuận địa điểm đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thuận lợi, đúng quy định pháp luật. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã cấp được tổng cộng hơn 1.258.000 thửa đất với diện tích gần 395.000 hecta, đạt tỷ lệ gần 99% so với tổng diện tích cần cấp. Đối với công tác đo đạt, từ năm 2006 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đo đạt nâng tỷ lệ lập bản đồ địa chính và hoàn thiện hồ sơ địa chính mới trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ. Năm 2011, thực hiện phương án chuyển đổi bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Long An sang hệ tọa độ quốc gia Việt Nam 2000. Năm 2020-2022, triển khai hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động. Hiện nay, có 44 trạm cơ sở đã thực hiện kết nối và truyền dữ liệu về trạm trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, có 3 trạm quan trắc không khí xung quanh, 3 trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục. Dữ liệu quan trắc tự động liên tục tại các trạm cơ sở được truyền về trạm trung tâm định kỳ 5 phút một lần để theo dõi, giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải, khí thải, chất lượng nguồn nước trên các sông chính và không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An còn có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, diễn thám, thông tin tư liệu, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phụ trách.
công tác bảo vệ môi trường đã chuyển từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa, bảo vệ, phục hồi và huy động được tham gia của toàn xã hội. Đặc biệt, ở lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, tính đến tháng 5 năm 2023, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cấp hơn 1.800 giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, quy mô dưới 3.000 mét khối một ngày đêm. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 5 giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước với quy mô từ 3.000 mét khối một ngày đêm đến 60.000 mét khối một ngày đêm. Bên cạnh đó, Sở đã tập trung kiểm tra hiện trạng khai thác sử dụng nước và yêu cầu các tổ chức cá nhân đấu nối sử dụng nước cấp tập trung. Qua đó, đã đóng bích trám lấp 479 giếng trên 61.180 mét khối một ngày đêm. Đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh là sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể công chức viên chức ngựa động của Sở Tài nguyên Môi trường, nhất là lãnh đạo sở qua các thời kỳ, để giữ gìn và phát huy hơn nữa thành quả mà bao thế hệ công chức viên chức ngựa động Sở Tài nguyên Môi trường đã dày công gây dựng, và đặc biệt trong thời gian tới để công tác tham mưu trên lĩnh vực tài nguyên môi trường đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, để công chức viên chức ngựa động ngành tài nguyên môi trường thể hiện được quyết tâm và khát vọng cống hiến, đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là xây dựng được cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường, nhất là đất đai, được đồng bộ thống nhất, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong công tác tiếp cận và sử dụng các thông tin trên lĩnh vực tài nguyên môi trường được dễ dàng. Đó là quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản theo đúng quy hoạch, theo hướng chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm hiệu quả, công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững để phục vụ cho công tác phát triển nhanh và bền vững hiện tại của tỉnh và vừa phục vụ cho sự phát triển của các thế hệ mai sau. Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, công đoàn và đoàn thanh niên của Sở Tài nguyên và Môi trường Long An còn tham gia nhiệt thành công tác an sinh xã hội như quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ phòng chống Covid-19 với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Đặc biệt, đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường là lực lượng xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thường xuyên tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh với những việc làm thiết thực như tham gia nhặt rác, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh ven các tuyến đường, tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi, phân loại tại nhà, sử dụng túi giấy thay dần túi ni lông là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục ý thức của người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Với sự nhiệt quyết và tinh thần xung kích của thế hệ trẻ thì đoàn thanh niên chúng tôi sẵn sàng kế thừa và phát huy hơn nữa sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành tài nguyên môi trường. Tuổi trẻ Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phát huy tính xung kích, tính đoàn kết, mạnh dạn đổi mới sáng tạo để nâng cao hơn nữa vị thế của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Long An. Thì ngoài ra, để đạt được cái điều đó thì chúng tôi sẽ luôn ra sức học tập, trao dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ và sử dụng những cái kiến thức đã học để đóng góp, để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên môi trường. Đặc biệt là chúng tôi sẽ xây dựng cái hình mẫu người thanh niên của Sở Tài nguyên và Môi trường theo tinh thần là khát vọng, cống hiến, đoàn kết, sáng tạo. Trải qua 43 năm hình thành và phát triển và 20 năm mang tên Sở Tài nguyên và Môi trường, với sự tận tâm, trách nhiệm và năng lực công tác, các thế hệ tiếp nối ngành tài nguyên và môi trường đã vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, từng bước củng cố, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập giữa các xu thế phát triển của thời đại, hướng tới phát triển bền vững. Nhờ đó mà Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu quý giá, được Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Nổi bật nhất là Huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba. Long An của chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là các vấn đề về cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên. Trước những trở ngại trên, thì Sở Tài nguyên và Môi trường chính là đầu tàu, là trụ cột trong sứ mệnh quản lý cơ sở dữ liệu đất đai, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, tạo nguồn lực to lớn cho sự phát triển của địa phương, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Kế thừa truyền thống hơn 4 thập kỷ qua, thế hệ ngành tài nguyên và môi trường hôm nay với khát vọng vươn lên sẽ quy tụ, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế của ngành,
trong tiến trình phát triển nhanh và bền vững của Long An, trung dũng, kiên cường.